Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tin tức Mekong được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019, chương trình sẽ có phóng sự đặc biệt về nghề săn cá bông lau trên sông ở miền Tây rất hấp dẫn, còn tồn tại rất ít ở vùng sông nước. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng điểm qua những tin tức mới và nóng trong chương trình hôm nay. Sáng sớm nay, một khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Tây, người đi đường và bà con sản xuất đã cảm thấy dễ chịu hơn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua. Đây là cơn mưa thứ hai liên tiếp ở nhiều nơi thành phố Hồ Chí Minh và lần này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Do Nam Bộ vào giữa tháng 5 mới bắt đầu vào mùa mưa năm nay, nên những cơn mưa như trên được xem là mưa trái mùa. Trong những ngày tới, mưa dông trái mùa sẽ còn xảy ra. Nắng nóng kéo dài, rồi mưa bất chợt nên nhiều người cũng điều chỉnh lại cách sinh hoạt và sản xuất cho kịp thời thích ứng. Chân, thấy mùa mưa sắp tới, bắn hứng nước trên mái nhà bị ứ rác, một người đàn ông ở tỉnh Bình Dương đã trèo lên dọn dẹp thì điều không may đã xảy ra trên nóc nhà khiến nhiều người xót xa. Vụ việc xảy ra tại đường Lái Thiêu 68, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4. Ông Phan Thanh Hương, 56 tuổi, lên mái nhà của gia đình đang sinh sống để sửa lại máng nước bị tắt thì không ai chạm phải đường dây điện bị hở, xung quanh dây điện chằng chịt, nạn nhân bị giật chết tại chỗ. Ông Hương sống tại căn nhà này cùng với mẹ và một người con gái. Thời tiết những ngày vừa qua thì mưa nắng thất thường làm cho những đường dây điện ngoài trời rất dễ bị hở. Vì thế là mong rằng bà con kiểm tra cẩn thận các mối nối để có thể bảo vệ an toàn tính mạng cho mình cũng như là người thân. Thưa quý vị, một vụ nổ điện thoại đáng sợ vừa xảy ra tại tỉnh Tây Ninh khiến cho một nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng đầy thương tích. Và thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày hôm nay cho biết là bệnh nhân đã bị dập bàn tay, tổn thương mặt khá là nặng. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết sau đây. Bệnh nhân tên T, 29 tuổi, ngụ Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng khá nghiêm trọng, dập nát bàn tay phải, đốt ba ngón trỏ bị đứt lìa và rất nhiều vết thương trên mặt, ngực và cổ. Nạn nhân kể, khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 4, sau khi đi làm về, cắm chiếc điện thoại smartphone vào ổ điện để sạc pin. Trong khi sạc pin, anh vẫn mở máy để chơi game. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, thì chiếc điện thoại phát nổ ngay trên tay, khiến cho mặt kính bể dụng, miệng văng lên mặt và ngực. Do bị chảy máu nhiều, anh vội chạy sang nhà hàng xóm nhờ đưa đến trạm y tế xã Suối Dây để cặp máu, băng bó vết thương. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Các bác sĩ ở đây đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một đốt ngón tay ở ngón thứ hai bàn tay phải của bệnh nhân và tiếp tục theo dõi điều trị. Được biết, chiếc điện thoại phát nổ được nạn nhân mua không rõ nguồn gốc. Và đây cũng không phải là trường hợp gặp tai nạn lần đầu tiên do điện thoại phát nổ khi đang chơi, đang sạc. Rất mong là quý vị hãy cẩn thận khi mà lưu ý lúc sạc điện thoại để tránh những rủi ro đáng tiếc như trường hợp vừa rồi. Thưa quý khán giả, cái chết đau đớn và tức tưởi của anh Mai Xuân Lan mới 32 tuổi khi đã nhắc nhở một thanh niên 16 tuổi về chuyện vượt đèn đỏ, làm nhiều người trùng mình trước hành vi bộc phát đầy đáng sợ. Phải chăng khi ra đường chúng ta cứ im lặng trước cái sai của người khác, nhất là trong những tình huống giao thông, hay làm sao để không khuất phục trước cái xấu? Có rất nhiều điều trăn trở xung quanh câu chuyện này và chúng tôi sẽ đề cập sau vấn đề đang nóng hiện nay mà nhà nào cũng lo lắng. Thưa quý khán giả, tình trạng cướp giật tài sản vẫn liên tục xảy ra. Và những vụ việc trên những con hẻm nhỏ, trong cửa hàng hay là trong nhà mà camera an ninh ghi được ngày hôm nay sẽ nhắc nhở mọi người nên cảnh giác khi thấy những đối tượng ghi chấn tiếp cận mình, thậm chí là trong nhà ngoài ngõ. Hình ảnh do camera an ninh trong hẻm 339 quận 3 ghi lại, hai đối tượng đi xe Nuvo màu đỏ đen, biển số thành phố Hồ Chí Minh, mặc đồ đen, phát hiện nạn nhân nữ đứng trước cửa nên ra tay giật chiếc bóp đeo trên người, trong đó có nhiều tài sản. Nạn nhân và nhiều người truy hô đuổi theo nhưng quá muộn. Còn đây là hình ảnh vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 25 phút ngày 23 tháng 3 tại số nhà 138 đường Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân nữ đeo túi xách vui vẻ ngoạn cảnh cùng bạn thì hai tên cướp đi xe máy đã ra tay quá nhanh. Hậu quả cú giật mạnh làm nạn nhân ngã xuống, gãy 4 cái răng và xương hàm.
Hiện vụ việc đang được cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an thành phố Hồ Chí Minh trích xuất camera truy tìm hung thủ táo tợn này. Không chỉ cướp giật đường phố, hiện các tiệm bán điện thoại cũng đang là tầm ngắm của các băng nhóm tội phạm. Như tình huống vừa xảy ra tại thành phố Biên Hòa khiến cho nạn nhân mất cảnh giác đã sập bẫy tên cướp. Hình ảnh do camera an ninh một cửa hàng điện thoại trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa ghi lại. Vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 3, tên cướp lợi dụng sơ hở của người bán, không để ý đã cầm điện thoại đắt tiền rồi lên xe bỏ chạy. Khi người bán phát hiện vụ việc thì đã quá muộn. Còn trường hợp sau đây, bà con nên lưu ý chỗ ẩn nấp của trộm khi vào nhà. Theo cơ quan điều tra, tối hôm qua, Vương Ngọc Quang trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, thấy cửa chính nhà của một người dân mở. Quang liền leo rào rồi đột nhập vào trong nhà tìm nơi ẩn nấp đợi thời cơ. Khoảng 3 tiếng sau, thấy chủ nhà đã ngủ, Quang ra sau bếp lục soát, lấy được một chiếc ví trong túi quần treo trên giá võng. Sau đó lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi tiếp tục quay lại phòng ngủ của anh Phước, lấy thêm một chiếc điện thoại. Khi gia chủ giật mình thức giấc đi vệ sinh, Quang đã núp dưới gầm giường trốn. Nghe tiếng động lạ, chủ nhà đã bắt tên trộm giao được cho công an. Rất may cho gia chủ vừa rồi khi đã phát hiện được tên trộm. Một số đối tượng trộm cướp dù có lì lợm đeo bám để chờ thời cơ đến đâu thì cũng phải khiếp sợ khi chủ nhà lên tiếng và hành động. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây ngoài trộm vàng, tiền bạc thì kẻ gian còn lấy cắp những loại trái cây đang có giá cao khiến cho bà con phải dựng chòi canh và ăn ngủ không yên. Vào chiều nay ở Tiền Giang, một đối tượng đã hái 4 bao bưởi của người dân chuẩn bị đưa lên xe để tẩu thoát. Nhưng mà quý vị hãy xem cách ứng xử của bà con miền Tây khi gặp kẻ xấu này. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều nay, ông Nguyễn Văn Liêm phát hiện một đối tượng đang trộm bưởi trên địa bàn xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Khi đối tượng này định lên xe tẩu thoát và tấn công, thì ông Liêm đã đạp ngã xe xuống. Sau đó ông gọi điện cho con trai và báo cơ quan công an bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 4 bao chứa bưởi, trọng lượng khoảng 75kg và một xe máy. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Đoàn Duy Tân, đã 5 lần trộm bưởi để bán lấy tiền trên ma túy. Tân từng có một tiền sự về sử dụng chất ma túy và một tiền sự về tội trộm cắp tài sản, bị xử phạt hành chính 1 triệu 500 ngàn đồng. Khi mà tinh thần bắt trộm cướp của người dân được phát huy thì kẻ xấu phải cúi đầu. Từng vụ việc được phát hiện kịp thời sẽ giúp cho bà con ở vùng nông thôn an tâm hơn để gia tăng sản xuất, cùng chung sức, từng bước đẩy lùi các tệ nạn, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý khán giả, dư luận bàng hoàng khi bé trai 7 tuổi tại Hưng Yên bị đàn chó dữ tấn công đến tử vong thương tâm mà tin tức Mekong đã kịp thời đưa tin. Do hôm nay, tin từ công an cho biết đàn chó gồm 7 con này có một con từng thực hiện một việc rất đáng sợ. Và hôm nay đồng thời có thông tin là 2 cha con ở địa phương khác cũng đã tử vong vì chó cắn. Nhiều vụ việc đau lòng như thế liên tiếp xảy ra khiến cho chúng ta tự đặt ra câu hỏi: làm gì để bảo vệ bản thân và người xung quanh khi nuôi chó? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề sau câu chuyện đang gây nhiều phẫn nộ từ một việc làm đáng chê trách của một thiếu niên. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là đối tượng Lê Văn Hoài, chỉ mới 16 tuổi, vào ngày hôm qua khi đi xe điện rồi lạng lách vượt đèn đỏ trên đường. Thấy chuyện bất bình thì một người đàn ông đã đến nhắc nhở đối tượng này, nhưng mà lòng tốt của anh đã bị đối tượng Hoài phản ứng một cách lạnh lùng và tàn nhẫn vì hành vi bộc phát, đáng sợ, gây bức xúc trong dư luận. Nó đã để lại một nỗi đau đè nặng trên mái nhà. Trưa ngày 4 tháng 4 đang trên đường đi làm về, khi qua giao lộ ở đường Hùng Vương, thấy Lê Văn Hoài 16 tuổi ở khu phố 1, phường Đông Thạnh, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, đi xe máy điện chở theo bạn gái lạng lách vượt đèn đỏ. Anh Mai Xuân Lan 32 tuổi ở thành phố Đông Hà đã có những lời nhắc nhở. Thế nhưng Hoài không nghe mà còn to tiếng với anh Lan. Khi hai bên cãi giả thì Hoài rút dao bấm đâm vào bụng của anh Lan. Ngay sau đó, Hoài đã bị người đi đường bắt và giao cho công an, còn anh Lan được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngặt nỗi anh Lan có nhóm máu A, bệnh viện không đủ máu nên nhiều y bác sĩ đã phải lên Facebook kêu gọi các tình nguyện viên cho máu cứu người. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng đến 20 giờ đêm ngày 4 tháng 4, các bác sĩ đành phải đồng ý cho anh Lan ra viện theo nguyện vọng của gia đình. Từ sáng sớm ngày 5 tháng 4, rất nhiều người dân đã đến nhà bố của anh Lan ở thành phố Đông Hà để phụ lo hậu sự cho anh. Ai cũng bàng hoàng, đau xót và bức xúc.
rùng mình trước hành vi của Hoài. Ai biết được sự việc cũng tự hỏi rằng ngày nay cứ ra đường nên im lặng cho lành, hay bình luận cái sai trái trước mắt, nhất là trong các tình huống giao thông khó đến như vậy sao? Ông Mai Xuân Đề, 59 tuổi, ba anh Lan cho biết, ông có ba người con trai, một người đã qua đời cách đây mấy năm, giờ đến được anh Lan, gia đình hết sức khó khăn. Mà cháu thì 19, vừa đọc 19 nhòm á, chứ không có việc làm, chứ đi làm nhưng đã nghỉ xích, cho nên là không xã hội quan tâm. Khi được đưa về công an phường 1, thành phố Đông Hà để cơ quan chức năng lấy lời khai, Hoài không hề khóc lóc hay sợ sệt mà bình tĩnh, kể rành rọt lại sự việc. Được biết, cậu thiếu niên này đã bỏ học mấy tháng trước. Cái chết đau đớn và tức tưởi của người thanh niên ở độ tuổi sung sức nhất, 32 tuổi, và đứa con thơ 5 tháng tuổi còn đỏ hỏn. Con số về hình ảnh đó khiến cho nhiều người đầy ám ảnh. Phải chăng khi ra đường, chúng ta nên im lặng trước cái sai của người khác, nhất là trong những tình huống giao thông như thế? Chân. Và xót xa trước cái chết của anh Mai Xuân Lan, Trung tá Lê Mạnh Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đông Hà đã kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình anh Lan. Vì chúng ta đừng khuất phục trước cái xấu và cái ác. Những hành vi côn đồ của thiếu niên này cần phải được nghiêm trị để làm gương. Mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng là một lời động viên, sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý đối với vợ con của anh Lan trong lúc này. Thưa quý vị, không thờ ơ trước cái xấu và mong muốn cứu người thật sớm trong những vụ tai nạn giao thông. Ông Trần Văn Đẹp ở tỉnh Cà Mau đã có những hành động rất đẹp trong suốt nhiều năm qua. Nó còn đẹp hơn cả cái tên của ông. Luôn sẵn sàng những vật dụng cho một trường hợp tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, ông Trần Văn Đẹp đến hiện trường tai nạn làm những việc đã quen thuộc trong nhiều năm nay. Ban đầu thì chú đến chú giải quyết, con người đưa đi bệnh viện cấp cứu trước hết. Rồi sau vấn đề ùn tắc giao thông thì chú mới giải quyết, đem nước sơn, rồi gậy giao thông. Còn đây là hình ảnh cụ thể những việc ông và anh em quân dân xã thực hiện khi gặp một vụ tai nạn. Thỉnh thoảng là can ngăn những người quá khích sau va chạm. Ở một số cung đường, ông Năm Đẹp vẫn xuất hiện, góp công sức để điều tiết giữ hiện trường cho những vụ tai nạn. Công việc ấy luôn đi kèm theo một mong muốn của người công an viên ấp, đó là mong hết tai nạn để ông thôi cái việc chứng kiến cảnh nhiều người tử nạn vì tai nạn giao thông. Quá là một việc làm rất đẹp đúng không Ngọc Mai? Mỗi người chúng ta thì cùng góp một chút sức lực để được giữ an toàn cho tất cả mọi người. Do đó cũng chính là sự ghi nhận của chúng ta đối với một hành động đẹp vì an toàn giao thông và vì một cuộc sống văn minh. Kính thưa quý vị và các bạn, dư luận bàng hoàng khi mà bé trai 7 tuổi tại Hưng Yên bị đàn chó dữ tấn công dẫn đến tử vong thương tâm mà tin tức Mekong đã kịp thời đưa tin. Vào ngày hôm nay, tin từ công an của huyện Kim Động cho biết đã cùng với các đơn vị có liên quan bắt giữ đàn chó dữ này và đưa về trung tâm thú y để theo dõi, chờ bước xử lý tiếp theo. Được biết, do gia đình làm nghề giết mổ cho nên đàn chó gồm 7 con này, trong đó có con lai nặng từ 20 cho đến 30kg, chuyên ăn thịt sống nên vô cùng hung dữ, từng cắn nhiều người nhưng mà chủ nhân thì vẫn thờ ơ, khiến cho ai cũng phải bức xúc. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được tin dữ. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa có 2 người tử vong do bị chó cắn. Theo đó, vào ngày 31 tháng 3, anh Bùi Văn Tuấn, 32 tuổi, xuất hiện tình trạng nấc, khó thở, sợ nước, sợ tiếng động, tinh thần hoảng loạn. Ngay sau đó, anh được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán là mắc bệnh dại. Dù đã được gia đình chuyển lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị, nhưng đến chiều ngày 2 tháng 4 thì bệnh nhân đã tử vong. Và đến đêm ngày 3 tháng 4, cháu Bùi Văn Tùng, con trai của anh Tuấn cũng đã tử vong tại nhà thầy Lan ở Sơn Tây, Hà Nội với triệu chứng tương tự. Nhiều người vẫn nói rằng nuôi chó mèo làm thú cưng như người bạn thân thiết trong gia đình, nhưng đôi khi chúng lại trở thành thú dữ gây tai họa cho chính chủ nhân của mình cũng như là những người xung quanh. Chính vì thế, khi quyết định nuôi thú cưng thì chúng ta không chỉ có trách nhiệm với người bạn của mình mà còn phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nếu như không may những sự cố như thế xảy ra thì rất là đáng tiếc. Và bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau để bảo vệ bản thân cũng như là những người xung quanh của mình nếu không phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Bệnh dạy, tai nạn thương tích, mất an toàn giao thông. Đây là những gì người ta nhắc đến nhiều khi nói về chó nhà nuôi hiện nay.
bởi tình trạng nuôi thả rong không tiêm phòng, không trọ mõm, không dây xích là thực trạng chung của không ít gia đình Việt. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Liên tiếp những vụ việc chó nhà tấn công gây thương tích, thậm chí là dẫn đến thiệt mạng. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, dù là người trong gia đình hay người thân quen, đều là nạn nhân của những cuộc tấn công bất ngờ từ thành viên thân thiết của gia đình. Không năm nào ngành y tế không ghi nhận những tai nạn liên quan đến thú cưng nhà nuôi. Thế nhưng sự chủ quan vẫn tiếp diễn, dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng. Khi mình mang nó về nuôi thì nó cũng đã được chích ngừa các bệnh dại các thứ rồi, thì mình nói chung là em cảm thấy là không có nguy hiểm. Chị không có đồng tình với chị nuôi chó trong nhà, chị rất là bất an, nó sẽ cắn con chị, nó sẽ cào con chị, rất là nguy hiểm. Theo các nghiên cứu tâm lý, những người nuôi thú cưng thường khỏe mạnh, ít cảm thấy cô đơn hơn và đem lại nhiều lợi ích cho người nuôi về mặt tâm lý hay tinh thần. Song không phải lúc nào những con thú cưng này cũng có cỡ nhỏ và xinh xắn đáng yêu như người ta vẫn hình dung về vật nuôi trong nhà. Bởi tỷ lệ người nuôi những giống chó săn không hề nhỏ. Đây là nguyên nhân của nhiều tai nạn thương tâm, mà vụ việc chó ngao cắn chết bé gái 8 tháng và hai con chó bẹt xê cắn chết người đàn ông 49 tuổi xảy ra tại Hà Nội là những tai nạn điển hình. Đáng nói là thời gian gần đây, trào lưu đưa những giống chó dữ hiếu chiến về nuôi ngày một phổ biến. Trong đó những giống như chó ngao Tây Tạng, bẹt xê Đức, Rottweiler hay Doberman được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên bản chất những giống chó này cực kỳ hung dữ, thường là giống chó săn hoặc chó chiến đấu với thú dữ. Khi mà ở Việt Nam mình á, nuôi chó bây giờ giống cái trào lưu rồi. Đại đa số là cứ thấy chó lớn là người ta đam mê, có nhiều con là nó hung dữ quá thì mình về không thuần thục được, cũng chẳng huấn luyện được. Đặc điểm của những loài chó này, dù có được thuần chủng thế nào thì vẫn không thể mất đi bản tính được. Và nếu gặp điều kiện thuận lợi hoặc chịu sự kích thích thì bản tính có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào. Và một khi bản tính trỗi dậy thì không thể dừng lại sự tấn công ngay lập tức mà phải hạ gục nó. Chưa kể, nhiều người nuôi loại chó này cho nhân giống một cách đại trà, tạo ra số lượng quá đông. Trong khi đó lại không có biện pháp huấn luyện cụ thể, cũng là mối nguy lớn, không chỉ đối với chủ nuôi mà cho cả những người chung quanh. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nhất là đối với trẻ em, bởi các em vốn mang tính hiếu động và chưa nhận thức được những điều nguy hiểm xung quanh bản thân mình. Đa phần thì những vụ tai nạn giữa trẻ và thú cưng đều xảy ra tại nhà hoặc là những khu vực gần nhà. Mặc dù chó là loài vật đã được thuần hóa từ lâu. Nhưng mà trong một số trường hợp thì bản tính quan giả của chó vẫn có thể trỗi dậy. Vì vậy, làm sao để giáo dục trẻ cách chơi với thú cưng và giám sát chặt chẽ để tránh trẻ bị tấn công bởi thú cưng? Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong chương trình Tin tức Mekong chào ngày mai. Quý vị và các bạn thân mến, cá bông lau là một loài cá rất đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cái nghề bắt cá bông lau cũng vô cùng thú vị, nhưng mà ít ai có thể bám trụ được với cái nghề này. Chương trình ngày hôm nay có một phóng sự độc quyền về việc săn cá bông lau trên sông ở miền Tây rất hấp dẫn ở phần sau của chương trình. Mong quý vị cùng chờ đợi để theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 2 giờ rạng sáng ngày 3 tháng 4, tại địa bàn của ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động và nguy hiểm. Khi bị hại chống trả thì bọn cướp đã dùng hung khí mang theo đâm nạn nhân để mau chóng tẩu thoát. Và khi nhận được tin báo, công an huyện Cái Nước nhanh chóng điều động các tổ công tác tuần tra trên địa bàn các xã, bao vây nhiều ngã đường, đồng thời nhanh chóng truy đuổi, quyết tâm vây bắt được bọn cướp nguy hiểm này. Chưa đầy 3 giờ sau, lực lượng đã xác định được băng cướp này. Đối tượng Võ Hoàng Minh Tuấn, tự là Heo, sinh năm 1996, cư ngụ tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, khi y đang trên đường về nhà. Khoảng 30 phút sau, đối tượng Trần Hoàng Phụng, sinh năm 1995, hiện tạm trú cùng xã với Tuấn, cũng bị các trinh sát bắt giữ tại nhà. Qua khai thác, đối tượng còn lại trong băng cướp này là Trần Minh Đan, tên gọi khác là An, sinh năm 1990, sống lang thang, cũng bị tổ công tác bắt giữ. Thưa quý vị, cả ba tên cướp này đều có nhiều tiền án về tội trộm cướp, cướp giật tài sản và nghiện ma túy. Kết quả trên được chính quyền và người dân hết sức quan ngân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý khán giả, với niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, hai học sinh ở huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam
với sản phẩm máy điều khiển tự động thu gom nông sản trên sân phơi. Đó là em Nguyễn Hữu Thực và Trần Hoàng Nguyên, học sinh lớp 11C4, trường Trung học Phổ thông Trường Chinh. Thực và Nguyên lấy ý tưởng từ máy hút bụi trong nhà và máy thu gom rác thải, chế tạo ra mô hình máy thu gom nông sản điều khiển tự động. Ý tưởng nhận được sự ủng hộ hướng dẫn tận tình của thạc sĩ Nguyễn Trần Thái Vũ, giáo viên bộ môn vật lý và là giáo viên chủ nhiệm của hai em. Thực và Nguyên đã mất thời gian hơn 6 tháng mới hoàn thành việc chế tạo máy điều khiển tự động thu gom nông sản trên sân phơi. Khoảng 4 giờ sáng nay, trong lúc thả lưới đánh bắt cá trên sông Tiền, đoạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, thì người dân đã bất ngờ bắt được cá nàng hai nặng 4,4 kg dính trong lưới. Do thời gian kéo lưới và vào bờ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cho nên cá có dấu hiệu đuối sức và chết. Việc bắt được loài cá có trọng lượng lớn này là rất khó và hiếm. Sau khi lên chợ, cá đã được một người dân trong khu vực mua trên 500.000 đồng. Thời gian gần đây, cá nàng hai được chọn làm cá cảnh, tùy theo trọng lượng và số chấm trên mình, mà mỗi con có giá lên đến vài triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, về đêm trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao ở các tỉnh miền Tây trở nên náo nhiệt với nhiều xuồng ghe của ngư dân thả lưới vào mùa bắt cá bông lau. Đây là một loài cá da trơn thon dài, da trắng mịn, thuộc loài là di trú và đặc sản của dòng sông Cửu Long, luôn có giá bán rất là cao. Dù cái nghề này khá bấp bênh bởi vì sản lượng cá tự nhiên ngày càng ít đi, nhưng mà vẫn còn một số người bám trụ với nghề này. Chương trình hôm nay có phóng sự độc quyền về nghề săn cá bông lau trên sông ở miền Tây. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo chân các ngư dân đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lên đên trên sông Tiền săn cá bông lau mới cảm nhận hết được sự thú vị của nghề hạ bạc này. Ông Lê Văn Trường, hơn 40 năm trong nghề câu lưới cho biết, từ cuối tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, cá bông lau xuất hiện nhiều trên các tuyến sông. Loài cá này thích sống ở những đoạn sông sâu và thường kéo nhau thành bầy để kiếm ăn. Có nhiều cách săn cá bông lau như chài lưới, câu cần và giăng câu. Mỗi đêm vồ mánh, những ngư dân này có thể bắt được hàng chục con, kiếm tiền triệu. Tuy nhiên, hơn một năm nay, số lượng cá trên sông đã ít dần. Mỗi đêm nếu bắt được nhiều nhất chỉ khoảng 5 con. Có đêm, không có còn nhiều. Dù rằng cá bông lau không có nhiều như những năm trước, nhưng vì yêu nghề, nhớ sông nước và tiếng kéo lưới, nên mỗi đêm ông Trường đều tranh thủ chuẩn bị đồ nghề để ra sông kiếm cá. Ông Trường chia sẻ, những người chuyên đánh bắt cá bông lau thường đều nắm rõ quy luật về con nước, đặc tính của từng vùng. Những người dân lâu năm quan sát mặt nước, bãi sông có thể đoán được đoạn sông đó có cá nhiều hay là ít, và việc thả lưới hay thu lưới về đều phải canh theo con nước. Nếu mình tính ra thì cũng vài chục, năm ba chục, hai ba chục. Thì nó một vàng lưới gì là cả khoảng 100 mét. Nó bốn vàng. Người nào mà nhiều thì mình chia nhiều, nào ít thì mình chia ít. Thông thường vào thời điểm nước lớn mạnh, từ khoảng 1 giờ, người làm nghề cuốn lưới một lần. Việc kéo lưới lên xuống rất là cực nhọc, phải cần 4 đến 5 người. Cá bông lau thuộc loại cá da trơn có giá trị dinh dưỡng cao nên giá trị kinh tế cũng rất cao. Hiện giá bán 200.000 đồng một kg. Dù số lượng ít hay nhiều hoặc thời gian đánh bắt ngày hay đêm, nếu săn được cá bông lau thì thương lái sẽ đến thu mua và mang tiêu thụ tại các chợ. Trung bình mỗi con cá bông lau thường nặng từ 1,5 kg đến 3 kg. Cũng có nhiều con nặng từ 6 kg trở lên, nên chỉ cần mỗi chuyến ra sông đánh bắt được 2 đến 3 con cũng giúp cho người dân thu về tiền triệu mỗi đêm. Chung ngày này vui, anh em câu đi sớm nhau câu cũng vui lắm, mà buồn lúc mà giông gió. Cái buồn thôi, giông gió là mình câu không được á. Không có cá mắm gì mình câu không được mới buồn thôi. Ngoài cá bông lau, mỗi chuyến ra sông thu lưới, những chiếc xuồng của ngư dân lúc nào về cũng bội thu cá sông, chủ yếu là cá cóc, cá lăng, cá mè vinh, cá tra, giá bán dao động từ vài chục đến 100.000 đồng một kg tùy loại. Kết thúc một đêm bồng bềnh trên sóng nước, từ tờ mờ sáng cũng là lúc nhiều ngư dân lỉnh khỉnh xắp những con cá bông lau trắng mập nặng vài ký lên bờ công cho thương lái kịp phiên chợ sáng. Chia tay những ngư dân này, ở họ đều có chung một niềm trăn trở là giờ đây nguồn cá ngày càng cạn kiệt hơn trước, nên bà con ai nấy cũng chọn thêm cho mình một cái nghề nào đó để ổn định cuộc sống. Thế nhưng một số ngư dân như ông Trường, như anh Tú, cho dù cuộc sống có khó khăn
thì vẫn đeo bám với cái nghề bấp bênh này để kiếm thu nhập trang trải cho gia đình, và ở họ là sự yêu nghề mãnh liệt. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 này thì nhiều siêu thị trên cả nước đã sử dụng phương pháp bảo vệ môi trường được nhiều người hưởng ứng và được báo chí quốc tế ca ngợi. Hình thức rau được gói bằng lá chuối tươi thay cho bao ni lông được một siêu thị tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đầu tiên và đang được người tiêu dùng phản hồi tích cực. Không chỉ chung tay bảo vệ môi trường mà việc gói rau bằng lá chuối khiến cho người tiêu dùng cảm thấy an toàn và có thể tìm thấy chút gì đó của quá khứ. Nó giống như ở thôn quê mình, ở nông thôn của mình, nó cảm giác là như là mình đi về lại cái thời thơ thơ ấu vậy đó. Thì cha ông của mình hay là làm như thế này, kiểu không có phải là bao bì hay này kia thì nó lại ô nhiễm môi trường. Còn như thế này thì mình xài xong rồi á, nhìn nó đẹp mắt nữa, mà nó nhìn nó tươi. Tiệm rau của bà là một trong số ít các cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng lá chuối để gói và bảo quản rau củ quả. Chủ cửa hàng cho biết, cửa hàng đã tận dụng lá chuối để bảo quản hàng nông sản từ hơn một năm nay. Theo anh, bằng cách này có thể giữ cho nông sản được tươi xanh và cũng góp phần bảo vệ môi trường. Trước đây, Việt Nam, dưới ánh nhìn của báo chí nước ngoài sau trào lưu dọn rác ở các bãi biển, thì việc sử dụng lá chuối để gói rau trong các siêu thị tiếp tục gây tiếng vang. Nhiều bài viết còn cho biết, lá chuối là một loại lá cây rất phổ biến ở Việt Nam và cũng được sử dụng trong rất nhiều các sản phẩm nông sản vùng miền. Và hiện nay còn để bọc, gói các sản phẩm. Các siêu thị Việt Nam còn bán ống hút giấy, hộp đựng thực phẩm làm từ bã mía, đựng trứng trong các bao bì giấy thay vì hộp nhựa. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong những thập niên trước đây thì những chiếc giỏ đi chợ được đan bằng cây lùng rất được các mẹ, các chị yêu thích, thì trải qua nhiều năm, hình ảnh tưởng chừng như chỉ còn trong ký ức đó, nay đã có cơ hội được sống lại với những nữ truyền nhân hiếm hoi của nghề đan giỏ lùng tại thành phố Cần Thơ. Vâng, việc giữ được làng nghề truyền thống và phát huy được giá trị của làng nghề truyền thống đang dần mai một là một điều không hề dễ dàng, nhất là đối với một cụ bà đã qua độ tuổi thất thập cổ lai hy. Vậy cụ bà đã làm điều đó như thế nào? Mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây. Tọa lạc tại một con đường nhỏ và khá sâu tại khu vực Thành Huệ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nhưng từ xa đã rất dễ dàng để bắt gặp hàng trăm thanh nang của cây lùng được bà Lê Thị Hiệp mang ra phơi trước sân. Bà tuy năm nay đã 86 tuổi nhưng với đôi mắt còn tinh tường, đôi tay khéo léo, mỗi ngày bà vẫn cho ra lò đều đều hơn 10 chiếc giỏ và 20-30 chiếc dĩa làm bằng cây lùng. Bà cho biết cây lùng thuộc họ cây tre, mọc hoang ở những khoảng đất trống dọc bờ sông. Từ những cây lùng xanh lá, bà phải tuốt hết lá, bỏ hết lớp ruột bên trong, rồi chẻ nang, chuốt nang để lấy mặt vỏ lá bên ngoài, mang đem phơi ngoài sân, để nang có đủ độ dẻo và cứng cho các công đoạn gầy mề, đan giỏ. Nó cừ lắm, dạy, anh dạy rồi, cái không thuộc, anh lấy liền trong. Liền trong, mới chạy xuống lụm lên, mò lên, bắt anh dạy nữa. Và đặc biệt là rất bền qua năm tháng, vì vốn cây lùng rất ưa nước lại ít bị mọt. Đường mình xài cũng cỡ 6-7 năm, xài kỹ 6-7 năm mới hơn. Từ việc phải hàng ngày mang giỏ ra bến Ninh Kiều bán, giờ đây bà Hiệp được nhiều nơi biết đến hơn, nên đa phần bà chỉ ở nhà và tập trung đan để kịp cung ứng cho khách sị ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, thậm chí ở nước ngoài. Đối với bà Hiệp, nghề đan giỏ lùng vẫn còn sức sống dễ dàng lắm. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.